Dạ, mình chào quý cô chú anh chị, mình chào bà con cô bác đang xem kênh của Idol Thảo Sương. Thì bữa nay thì nhân dịp cô Thảo Sương và Bình Đen thì cũng một phần thì cũng có lại đây được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cô dân tộc Cà Ho. Dân tộc thì Cà bên đó thì cô Thảo Sương cùng với Bình thì cùng với Bình thì trao cho dân tộc Cà Ho. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị và bà con cô bác cùng chào cô Thảo Sương, chào bà rồi, con rồi bà con cô bác Thảo Sương chào. Thì bữa nay nhận dịp thì Bình đem vlog lên đây với Idol Thảo Sương. Thì bây giờ Thảo Sương qua lên đây, bây giờ được Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài người ta gửi tiền lên đây để cho Thảo Sương với Bình Đen qua đây giúp đỡ cho dân tộc Cà Ho, gửi tiền này, một số nào đó. Cái này cây tầm chuột. Ăn được không? Ăn được. Bẻ dùng trái nữa anh. Đó, trái nè. Đây. Gậy hết trơn. Đó, đâu ăn đi cô, ăn trái, ăn, ăn cái nước chảy tới chết luôn á. Ăn trái cho bà con coi. Thầy ơi, ăn trái nữa, 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 dạ dạ chua không cô? Chua quá. Ây ôi rồi. Bây giờ đi trong tuần với mình có hai gì không? Không có hai con tao gì à. Hai con cái gì? Thì bây giờ Thảo Sương cũng qua đây với Bình Đen Vlog. Thì cũng có Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài gửi cho On 100 đô. Đó. Quy ra tiền Việt là 2.344.000. Đó, đổi rồi đó. Rồi đem lên cho. Cảm ơn. Rồi. Đó, đổi rồi đó. Cảm ơn không? Rồi đếm giùm đây, 2.344.000. Đó. Đâu đếm rồi, cô Thảo Sương đó, đếm đi. Đếm đủ rồi. Đếm đàng hoàng, dạch cái đàng hoàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì 2 triệu 300 đây nè. Nè, 40 nè, với 44 ngàn nè. Đúng rồi đó. Đâu, đâu, cái 4 ngàn lẻ đâu. 4 ngàn đây nè. Đó, đó, 40 nè. 40 nè. Đây. Đếm dạch đàng hoàng coi. Đây là 300, đây nè. Đó, đây 2 triệu, đó 100 đô đó bà con, đổi ra thì được 2.344.000. Đó. Thì, cô có lời gì cảm ơn gia đình không? Của chị cô chị Diệp không? Đó. Chị gì chị Diệp. Diệp gửi tiền cho tôi được 100 đô, tôi cảm ơn chị Diệp làm. Chị Diệp. Chị Diệp cho nhiều. Làm ăn cho khá. Mạnh giỏi, đừng cho bệnh hoạn gì, gắng làm có tiền cho, giúp đỡ cho người nghèo. Giúp đỡ người nghèo nữa. Cảm ơn. Vui, bữa nay vui lắm. Vui. Đó tới giờ cô có từng nhận tiền đô không? Không có đâu, không có từng, có tiền này thì có 500 từ tờ. Lúc mà quay YouTube tất cả các kênh khác và bây giờ thì quay YouTube với kênh Bình Đen Idol Thảo Sương. Thì bữa nay được nhận tiền 100 đô đó. Lớn, 100 đô đó mình không. Cô có từng nhận được số tiền như vậy không? Không có đâu. Mới đầu tiên là mới lần đầu tiên nè. Cảm giác như thế nào? Vui quá. Vui. Vui cười vậy. Rồi mừng không? Mừng á, mày ơi mừng lắm á, mày ơi mừng thiệt tình á. Mừng thiệt tình luôn. Rồi chào bà con cô bác đi. Bà con đi. Tôi dân tộc Cà Ho nè. Rồi. Từ lúc mà cô Thảo Sương quay chung với cô On thì từ đó được rồi cũng đã rồi. Cô Thảo Sương thì nhận được rất là nhiều bà con thương mến thì cũng gửi cho cô Thảo Sương cũng rất là nhiều đi. Nhưng mà lần đầu tiên cô On được nhận như vậy quay chung với cô Thảo Sương thì bây giờ cô cảm giác như thế nào khi mà cô con được quý Mạnh Thường Quân thương mến á? Mừng cho nó, như bây giờ như là nó cũng đương buồn thì như là đồng tiền này kia nọ giúp cho nó được 2 triệu mấy nó mừng lắm. Chào bà con của bác nó mừng đó. Đều ở ngoài thì 2 triệu mấy nó không có lớn thiệt, chứ còn ở đây trong đất nước Việt Nam mình 2 triệu mấy là hết, là kiếm được khổ lắm bà con. Thì bây giờ như là mình đi làm công hay là mà mình ở đỡ là gần 1 tháng trời đó mới được 2 triệu mấy đó, là một nửa tháng 10 mấy bữa đó đó. Thì bây giờ như là bà con cô bác giúp vậy là cảm ơn bà con cô bác. Thì Thảo Sương cũng thấy mặt của ông cũng cảm ơn bà con cô bác. Mạnh Thường Quân ở xa hay gần đều giúp đỡ cho mà dân tộc họ được 100 đô. Thì Thảo Sương cũng chúc cho chị em bà con cô bác thì mần ăn được phát tài, vui vẻ vợ chồng con cai để được sự bình an trên thửng mà dưới hòa. Rồi cảm ơn Thảo Sương, chào bà con cô bác. Dụ. Thì sau khi mà cô On đã nhận được cái tấm lòng từ gia đình của chị Diệp thì chị Diệp thì cũng đã từng giúp đỡ cho Bình và giúp đỡ cho bé Tường Vi và bé Di với nói chung là gia đình của Bình nữa, bà nội của Bình nữa với cô Thảo Sương nữa.
thì cũng rất là nhiều đi, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô An nhận được số tiền. Thì tuy rằng số tiền rất là, nói chung là số tiền thì nó nhỏ nhẹ thiệt, chứ mà cái tình cái nghĩa đối với gia đình của cô An và gia đình của cô Thảo Sương cũng giống như là gia đình của Bình Đen, thì nói chung là nó rất là lớn. Cái này là rất là trân trọng, tại vì những lúc khi mình khó khăn á thì người ta giúp đỡ một phần này rất là lớn luôn, đúng không cô? Đúng rồi. Thì cảm ơn nhiều bà con. Cảm ơn nhiều. Chúc không biết ca nó chứng khóc á. Luôn khóc. Chị đi hàng. Nó vui, bà anh Phân nó nhỏ. Nhỏ tôi đọc nhỏ. Chú thật thắng. Rồi ba này bán cá mấy ngày? Bán cá được một tháng á. Một tháng chưa được nữa. Rồi làm sao mới được? Làm sao chắc đi làm thêm rồi mới làm được, gì được đi làm tỷ đấy. Bán bún cỡ 2 tháng. 2 tháng mới được 2.7 triệu, 2.3 triệu. 2.3 triệu. 2.3 triệu 44 ngàn. 2.344.000. Đó là dân tộc họ nhận được. Dân tộc họ nhận được nè. Mừng lắm thấy ở tại đây lắm. Vùng đất miền núi thật đó. Miền núi. Giờ tôi sang kim lên thêm. Sang kim lên thêm. Mày cái mình đang ghét. Mày cái mình đang ghét đó mày. Đây đây đây. Đây đang ghét. Đây đang ghét đây. Thôi bọn đàng hoàng. Chồng của cô An phải không? Của cô An. Tên gì? Hằng ngày đi đủ bò không? Hằng ngày đi coi bò. Coi bò không à? Rồi bằng đêm. Bằng đêm đủ người. Nghĩ bảy mã. Bằng đêm làm gì? Bằng đêm đủ ngá. Bằng rồi. Ngày thì coi bò. Bằng ngày coi bò. Rồi bằng đêm. Bằng đêm đủ bò. Rồi vậy không có ngủ chung với cô à? Không ngủ đâu. Hả? Ngủ chút chút à? Ngủ chút chút à. Địch rồi thì đi à. Địch rồi đi rồi. Tài hô. Đó đi. Anh nói nó địch rồi nó đi rồi. Đúng. Còn còn chút nữa chào. Ngủ có chút chút không? Ngủ có chút chút à. Nó địch rồi nó đi rồi. Hả? Ngủ chút chút được. Ngủ chút được vậy? Ngủ chút không địch địch đó. Được mấy đứa, được. Đủ 3 đứa luôn á. Ba đứa. Ê, đặt sro tân lọ thôi đó. Đặt sro tân lọ đó. Bữa nay làm gì ăn? Làm bún cơ ghi nước lèo. Ủa, cơ ghi, cơ ghi, đúng rồi, cơ ghi nước lèo. Làm 2 thứ luôn đó hả? Làm 2 thứ luôn nè. Ai muốn ăn gì ăn? Muốn ăn gì ăn. Cái để cái nồi đó ra đi. Sôi rồi chút nó lại tới ha, để đủ nó một cái đó, cho nó vô nhà. Không có nói đã vô. Không có vô. Đừng có nói người ta vô. Nó nói đây nè. Chồng của cô An thì hàng ngày thì cho nó đủ bò. Đúng không? Hàng ngày thì cho cắt cỏ cho bò. Cắt bò cho cỏ ăn. Cắt cỏ cho bò, cắt cỏ cho bò ăn, đúng rồi. Về cắt cỏ, cắt bò cho cỏ ăn. Dạ. Rồi cho con xin hỏi. Rồi ban đêm á thì ổng ngủ chuồng bò luôn hay sao? Ngủ chuồng bò đó, ngủ với bò đó. Ngủ với tôi. Ngủ với tôi. Chút một chút hả? Chút chút à. Không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu. Năm phút. 5 phút à. Yeah. Tài hôn. Mấy phút? 5 phút. 5 phút à. Yeah. 5 phút hả? Bữa nào xỉn thì 15 phút đó đi. Ông xỉn đó, ông 1 tiếng hổ á. Yeah. Nó sẽ nặng lên lắm. Địch gì mà lâu vậy? Nó địch lâu lắm. Cái nặng khá nông lắm mình đi. Lệnh cái té nó Cái nặng địch địch lắm. Anh không thơ cái ghi hả? Thì cô An có thể là ba đi giới thiệu đi là đi cho con cô bác được thấy bữa nay mình nhân dịp gì mà mình nấu bún nước này kia ăn thì ăn mừng con vậy thôi nó ăn mừng con gì nè cái này là nấu bún nước lèo nè bà con ơi.
bún nước lèo á. Ừ. Rồi cái này thầy làm cơ ghi. Nè bún nè. Bún mấy ký vậy? 5 ký bún. Đại. Ăn mấy người vậy? Ăn không biết mấy người đó. Nhiều đó. Ừ. Ờ thì bạn ông bè của con nó lên chơi. Nó lên chơi. Ừ. Giờ làm cho con nó ăn. Ừ. Gì luôn ừ. Ừ. Rồi đây rau hả? Rau, dưới tép, cái này mắm pa hốc nè. Gì mắm pa hốc gì đó? Nè, cái này mắm pa hốc nè. Cái đó để nấu canh chua, ớ để nấu nước lèo. Nè, cái này cái lò quẹt nè, cái này tép. Ừ, nấu nước lèo. Ừ. Nấu gì? Nước lèo. Nước bún nước lèo, hơi còn môn để nấu cá ghi. Ừ, môn thì nấu cá ghi. Ừ. Ăn được không? Ăn được. Bây giờ mày ăn không lấy cho anh cũ? Mày ăn không anh cho lấy cho mày cũ. Ừ, còn bây giờ không có ai dám ăn nè. Không dám. Ê! Trời mai xì lẩu nước an thì nhảy luôn. Cái đó là giá. Giá. Giá giờ kỹ nhiêu? Giá bây giờ thì mua cái đó 5 ngàn đó. 5 ngàn đó. Ừ. Giá với hẻ 10 ngàn. Giá với hẻ 10 ngàn. Ừ. Với cái này 2 chục. Cái này 2 chục. Là 3 chục. Là 3 chục. Ừ. Cái đó là cái nồi nước, bắt cái nồi nước lên. Bắt nước tới tắm. Ủa biệt thự này mới cắt lâu chưa? Lâu rồi. Mới cắt à. Cắt cả trên 2 tháng rồi. 472 triệu. 432 triệu á. 432 triệu. Ừ. Vậy luôn hả? Ừ. Trời ơi, mắc vậy. Ừ. Thì cái này lót là theo lọt theo bên nước ngoài. À, tôi học theo cái bên nước ngoài đó. Nước ngoài người ta cắt nhà vậy á. Ừ. Cắt dĩa hả? Ừ. Cái này mình cắt hết mấy tháng? Mình cắt cái này mới có hơn nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng à? Thở ở đâu lại vậy? Thở ở nhà. À, thở ở nhà đó. Ờ, tức cái này. Hơn nửa tháng. Ôi, ôi, lột đẹp. Mình đang ấy mà ngành sai. Mình đang ấy ngành sai. Ừ. Kệ kia đó. Kệ kia đâu. Thư em rõ thư. Thư em rõ thư đó, cho anh Mai mày chuyện ai. Ủa, mày làm chuyện với Mai làm tí. Nước ở trong kìa. Nước ở trong kìa. Nước ở trong kìa. Tức thôi, cái nông đoan tức thôi. Ôi, cuộc năng rồi. Chơi ma cuộc năng rồi, đặt hình ứng cho xem mình đang đánh hơi cuộc. Ôi, bạch tên, chân ban hai. Chơi ma chơi thì tút. Tức chơi ngọ, khắc ca ngút xóa. Chứ ngành kìa, ngành đặt mà đông chân bên anh ấy chứ. Đông chân. Nè, nè. Ngọt. Đặt nguyên chân luôn. Ừ, đăng tiếp ở hai chi. Tức cái chán. Cái gì á? À, nó thơ ra tầng lắm á nè. Ờ, nè. Họt đô đô cực tinh tao. Họt đô tinh tầng lắm á nè. Ờ, xa lắm. Ngày đốn kìa co hơi nó nọc nọc xa nó rồi. Tốp lại dương nó. Nước cốt á dân. Dân tiên nhà đốn rồi co vô mà dân phút. Hai á. Ca trong có kìa, đừng lấy ca này. Ừ. Đây là cả nhà của cô On đây. Ừ. Thì sau khi mà bữa nay thì nói chung cô nấu bún nước lèo này kia đại khách. Đại khách. Với một phần thì cô nhận được tấm lòng vàng á từ Quý Mạnh Thường Quân, gia đình của chị Diệp sống bên Mỹ. Thì Bình cũng lại đây trao cho cô On xong rồi. Thì biết cái chú anh chị thì 2.344.000 ha. Ừ. Thì Bình này cũng xin phép thay mặt gia đình cảm ơn đến chị Diệp, chúc chị Diệp, chúc cả gia đình của chị Diệp sống dồi dào sức khỏe, có nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc nha. Thì trước khi mình kết thúc video á, cô Đạo Sương và cô On thì có lời gì chúc đến gia đình của chị Diệp không? Chúc chúng ta trước đi. Chúc đi. Chúc cho chị Diệp mạnh khỏe đi, làm ăn khá giả đi rồi. Cho tiếp mấy người ấy. Rồi Thảo Sương cũng chúc hai vợ bên gia đình của chị Diệp thì có đến đây mà giúp đỡ cho trong bên gia đình của On là không có bao nhiêu thì ở đây thì hít là cái số lớn của bên đây. Thì Thảo Sương cũng chúc cho hai vợ chồng hay là con cái trong gia đình của chị Diệp bằng ăn phát tài, dò dò sức khỏe đó, trẻ mãi mãi không già, bằng ăn công chuyện việc làm, tính toán việc làm gì sẽ được thành công. Rồi Thảo Sương chúc trong buổi trưa để vui vẻ. Bye bye, bye, bye.